Cưới vợ năm 26 tuổi, không phải là vì yêu, cũng chẳng phải là thương. Chỉ là tôi không muốn nghe những lời phản nàn chết tiệt từ bà mẹ kế. Không muốn nghe lời châm chọc từ lũ bạn ngu ngốc vì tôi bị liệt dương. Tôi biết, mẹ kế biết, lũ bạn thân của tôi cũng biết, vợ tôi cũng biết. Nhưng cô ả chấp nhận cưới tôi vì 10 triệu đồng mỗi tháng cô vốn là gái quê không tiền không nhà lên thành phố với hai bàn tay trắng cũng may là vớ được tôi không thì cô ta tiêu đời người ta nói đàn bà là trở ngại lớn của sự nghiệp nên đối với một thằng có chút dục vọng như tôi thì lẽ tất yếu là phải thành công tôi yêu tiền và tôi có rất nhiều tiền đôi lúc tôi còn chẳng tìm được lý do tiêu chúng nữa cơ cứ thế Kiếm tiền rồi đầu tư, rồi đếm, rồi lại tiêu dài. Tóm gọn lại chỉ là hai từ nhàm chán. Tôi đang phân vân không biết có nên đưa thẻ tín dụng cho vợ mình hay không đây. Tôi định vậy mấy lần nhưng mà tôi thấy cô à càng ngày càng kiêu căng, chảnh trẻ, đĩ đời nên tôi lại thôi. Bạn biết đấy, sau những buổi họp hành căng thẳng, những người như chúng tôi sẽ tìm đến chỗ nhậu để mà giải khuây, nhạc, gái và rượu đó là công thức hái ra tiền. Càng uống càng say, càng vui lại càng có cơ hội trèo cao mà chẳng té ghế. Tôi thì vì đã lên hàng ngũ xếp xong nên là chẳng hứng lắm và cũng chẳng cần cố tỏ ra là mình vui vẻ làm gì. Mấy đứa nhân viên suốt ngày xung xuê, đó là kiểu tôi ghét nhất. Do vậy tôi sẽ chỉ định họ ngồi một bàn tha hồ mà ca hát, còn tôi thì cách xa 2 mét chỉ uống một mình và suy nghĩ bâng quơ về một điều gì đó. Hôm nay quán ba đông hơn mọi ngày vì là thứ sáu. Như thường lệ, tôi bước đến quầy ba và gọi một chai rum quen thuộc. Sở dĩ tôi thích rum vì vị của hắn rất là thanh tao, thân mật mà lại rất lẳng lơ. Hương vị quện êm nơi đầu lưỡi vừa dịu dàng lại vừa say đắm, khiến cho tôi tan chảy trong chất si đỏ thẫm. Tôi thích người đàn bà như vậy nhưng thật tiếc vợ mình lại khác xa như thế nhấp đến cốc thứ hai tôi nghe tiếng giày cao gót đoán chắc lại là em bướm đêm nào đây mà tôi chán ngấy rồi lạy chúa tôi có nên gắn sau lưng tấm bảng tôi bị liệt dương hay không nhỉ chào chào cưng cô ả à lắp bắp khuôn mặt gượng gạo đôi chân khép nép Wow, gu của ngày hôm nay chăng Nhìn kỹ thì cô ta khá trẻ, có lẽ là người mới hay là bị bán vào đây. Tôi thì nhìn cô ta từ trên xuống dưới, mái tóc thẳng, đen nhánh óng mượt, hàng lông mi cong vút, đôi mắt to ngây thơ, đôi môi trái tim quyến rũ. Da cô ấy trắng ngần, mặc chiếc đầm đen bó sát, ngắn cún cỡn và lộ đùi. Cô rất ngượng. Hay là bị bán vào đây nhỉ? thiết nghĩ suy cho cùng tôi cũng phải giúp cô ấy thoát khỏi mấy cái nơi như thế này nếu không tôi sẽ hối hận chết mất hôm nay em này là của tôi nhé không ai được giành một khoảng không im lặng bao trùm lấy gian phòng đám nhân viên nhìn tôi không rời tôi bắt đầu nghe tiếng xì xào ơ ờ, tưởng sếp bị liệt dương cơ mà Sếp đứng đắn mà đã tan tành mất rồi còn cô ả à thì nhìn tôi bối rối Vẻ mặt như muốn khóc Tôi nốc hết ly rượu Rồi nháy nháy mắt với cả má mì ở bên cạnh Cho tôi mượn một đêm không sao chứ Còn mát nên là giá hơi chua đấy Anh yêu có chịu không? Bao nhiêu? 10 triệu một đêm Mụ bà nhếch mép Thôi thì 10 triệu tôi sẽ đến công an lấy sau Tôi rút tờ chi phiếu ký tên và quăng vào mặt ả. À thích bao nhiêu thì ghi vào. Dứt lời, tôi kéo cô ta đi. Chúng tôi được dẫn lên phòng cao cấp ở trên tầng 8, gian phòng gam màu nâu đỏ sang trọng và quyến rũ, mùi hương cũng rất gợi tình. Đây, đây là lần đầu tiên em tiếp khách. Cô ả à nhìn tôi với cái vẻ đầy tội nghiệp. Tôi tiến đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, nằm dài ra, nới lòng cả vạt, tôi đáp. Cởi đầu ra, em chần chừ cái gì? Cô ta lúng ta lúng túng, cắn cắn môi mình càng gợi tình hơn. Cô ta bắt đầu từ dây kéo sau lưng. Chiếc váy đen tụt xuống, để lộ đường cong quyến rũ. Cô có nước da trắng hồng, mịn và nuột. Đây là lần đầu tôi gặp một bướm đêm ăn mặc theo phong cách trẻ con, không độn mút hay là áo nâng ngực. Thân thể không chê vào đâu được, giá 10 triệu là còn rẻ chán. Cô lấy tay che những vùng thân mật và dần lùi về sau, để tôi thấy rõ hơn chăng Tôi khẽ cười 10 điểm cho phong khách diễn xuất Dù có bị bán vào đây hay không Thì chắc chắn Những cô nàng ở đây đã qua Vài lớp đào tạo của má mì Thì làm sao mà ngây thơ cho được Em đừng có diễn nữa được không Tôi thích gu chủ động Cô ta nhìn tôi chằm chằm Đôi má ửng hồng Và điệu bộ ngày càng lúng túng Đi đến đây Tôi nhíu mày và nghiêm giọng. Thật ra tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút Vì lâu rồi chẳng có tí cảm xúc nào về chuyện ấy cả Nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nay lại có cảm giác khác thường Có những dòng điện chạy ngang qua cơ thể Máu tôi nóng lên dù máy lạnh mở chỉ 20 độ Ánh mắt của cô ta sợ sệt vẫn đứng xa xa mà nhìn tôi Điều này chỉ càng làm cho tôi trở nên tham lam tôi tiến đến gần cô thì cô ấy lại lùi ra xa tôi gọi xuống dưới sảnh dưới nhé tôi như hóa đá thành một kẻ vô nhân tính rõ ràng lúc nãy chỉ muốn giúp người giờ lại hứng thú như thế thật là chẳng ra gì cô ta nghe dứt câu thì bỗng dưng tiến đến gần tôi gỡ hai bàn tay khỏi tôi anh làm gì thì làm nhanh đi có được không cô nói rất nhỏ Em bị bán vào à Có muốn tôi giúp em thoát ra không Đừng lừa tôi Anh muốn làm gì thì làm Đừng đùa giỡn nữa Hóa ra chỉ đơn thuần Là theo kịch bản Tôi khẽ cười Sống gần 30 năm Mà vẫn để một em ca ve Cáo giả nai lừa Được thôi Nhưng tôi hơi khó lên Thì làm sao Không để tôi nói hết câu Thì cô ta đã bắt đầu hành động và rồi chuyện gì đến cũng đã đến Tôi nghĩ mình điên rồi Đã hai năm rồi tôi chưa làm chuyện ấy Và cũng chẳng có chút hứng thú làm trò ngu xuẩn ấy Tôi không có hứng thú với tình dục và phụ nữ Tôi lấy vợ để khỏi bị bàn tán Nhưng mà thực ra chúng nó vẫn là châm mỉa tôi như thường Với tôi, một cô nàng lắm chuyện sẽ cản trở năng lực của mình Dành thời gian đưa cô ta đi chơi Dành thời gian để làm chuyện đó và tôi không lên từ khi mà tôi chia tay bạn gái cũ cô ta bỏ tôi vì tôi nghèo và tôi không còn cảm xúc từ dạo ấy nữa nhưng cậu em của tôi hôm nay lại hứng thú với cô nàng này đến lạ tôi như một con thú hoang lâu ngày không nhấm thịt tôi lao vào cô ta một cách mãnh liệt giọng tôi đục ngầu vì chuyện ấy em làm tôi phát điên lên đấy tôi chẳng còn chú ý đến biểu cảm sợ hãi của cô ta nữa tôi ngấu nghiến đôi môi mềm của cô ta đêm ấy tôi làm đến năm lần chẳng hiểu một thằng liệt dương trong phút chốc sao có thể hết bệnh vì một cô gái tôi chưa từng có hứng thú với vợ mình và không có cảm xúc với mọi cô gái tôi được mời đến những bữa tiệc nhưng mà tôi lại ghê tởm cái loại gái này tôi điên rồi mất trí rồi sao Cô ta khóc sướt mướt, đáng ra phải vui lắm chứ. Khách hài lòng đến vậy cơ mà. Đủ dã thú, ác độc. Sao anh không đeo cây ấy vào chứ? Tôi quên bẵng mất việc này, nhưng mà người buồn phải là tôi chứ. Chăng phải vào bệnh viện khám thôi. Cô không uống thuốc tránh thai à? Này, cô đến tháng kìa. Tôi chợt nhận ra tấm ga giường ướt sũng màu đỏ. Cô sẽ có thai nếu mà hôm nay là ngày đèn đỏ hả? để tôi mua thuốc tránh thai cho cô tôi bước ra khỏi giường và cô ta bật khóc to hơn cô điên à cứ khóc mãi thế tôi đã bảo sẽ mua thuốc cho cô uống rồi cơ mà nếu cô có thai tôi sẽ đưa toàn bộ chi phí nếu cô muốn sinh tôi sẽ cho cô tiền mỗi tháng đảm bảo đứa bé sẽ không thiếu thốn gì đừng có khóc nữa vì tôi rất có trách nhiệm với mọi việc tôi làm tôi nói gắt gỏng vì cô ta cứ khóc mãi Tôi đã đối xử rất tốt với cô ấy Mà đáng ra tôi đã chẳng cần Đây, đây là lần đầu tiên của em mà Cô ta lý nhí sụt sùi Cô đừng có diễn nữa Tôi thừa biết mấy cái vở kịch của các cô rồi Đôi mắt lóng lánh nước Và bờ môi căng mọng run rẩy Em không nói dối đâu Đây là lần đầu tiên em tiếp khách Vậy gặp tôi là điều may mắn của em đó Vì tôi không phải là một tên điên Rõ ràng anh anh rất điên mà. Anh đã làm những những năm lần anh làm như vậy. Giọng cô ta nghẹn lại, lại sắp khóc. Giờ em muốn đi mà chân 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 không đi được. Cô ta đúng là không đi được nữa, cả người run rẩy đến tội nghiệp. Tôi đứng hình vì bản thân vô độ của mình. Tôi lại bị kích thích bởi những giọt nước mắt và điệu bộ nũng nịu của cô ta. Tôi thích nghe tiếng cô ta khóc và rên rỉ Tôi phải làm sao đây Làm sao để kiểm chế cảm xúc này Xin lỗi Anh không biết đây là lần đầu của em Tôi giữ bình tĩnh Cô ta gật nhẹ Tôi bế cô ấy vào toilet Có vẻ cô ta rất ngỡ ngàng Khi mà tôi nhấc bồng cô ta lên Cơ thể cô ta mềm nhũn Không còn sức Đôi chân khép nép run lên từng hồi Trong lúc cô ấy ngâm bồn còn tôi thì nhìn lại tấm ga, vệt máu đỏ thẫm, xem ra đúng là lần đầu thật. Tiếng hét lớn từ phía nhà tắm, tôi chạy vào thì đã thấy cô ta ngã ở trên sàn. Tôi đi đến đỡ cô ấy dậy. Tôi dìu cô lên giường, quay lưng ra sau để cho cô thay đồ. Sao em lại làm việc này? Anh hỏi làm gì? Cô ta nghẹn ngào. Nếu em muốn, tôi có thể đưa em ra. Trước kia cũng có người nói với em như vậy đấy Mới đầu hắn ta rất dịu dàng Nhưng cuối cùng lại bán tôi lấy thận May mà cảnh sát đã ập đến kịp thời Tôi trầm ngâm Thảo nào cô ta lại không nghe tôi giải thích Tôi là người tốt mà Miên man một đêm Giờ đây trong tôi chỉ là cảm giác tội lỗi Dù gì cũng là một thằng đàn ông đã có vợ Mà lại đi chơi một em gái mới lớn Thì chẳng khác nào Là một thằng cặn bã tôi không có tư cách để mà làm người đầu tiên của cô ta đáng ra phải dành cho người em yêu thương thật lòng mới đúng anh xin lỗi tôi quay mặt đi chỗ khác em cũng đã mặc đồ xong tôi cảm nhận ánh mắt em đang nhìn tôi thực ra em cũng chẳng đòi hỏi anh phải dịu dàng với em vì em chỉ là một con điếm bẩn thỉu tôi nghe rõ tiếng sụt sùi của em em lặng thinh và lại tiếp tục em còn nghĩ mình thật may mắn vì vị khách đầu tiên của mình không phải là một ông chú bụng bự hay là một tên có sở thích biến thái bù lại anh rất đẹp trai đó ánh mắt đượm buồn đang tự an ủi mình đây mà tôi vô thức tiến đến ôm em vào lòng từ lúc gặp em tôi như biến thành người khác tôi không biết mình đang bị gì nữa tất nhiên em chẳng hề kháng cự vì tôi là khách em có muốn thoát khỏi đây không anh thật lòng đấy và sẽ có điều kiện kèm theo đúng không?" Em cười, một nụ cười đầy chế giễu. Cô nàng khó chịu thật. "Nếu em muốn điều kiện thì làm thư ký của anh là đủ." Cô tròn mắt. "Không phải là thú cưng, đồ chơi hay là bạn tình hả?" Cô nàng ngơ ngác, có vẻ cô gặp mấy cái thằng vô học kia nhiều lắm. "Vậy em có muốn làm người tình của anh chắc?" Tôi búng trán cô. "Em không có cửa đâu." Tôi dứt lời và tự dưng em bật khóc nước nở. Em nhào đến ôm tôi, khoảnh khắc ấy. Nhịp tim tôi bỗng trật, mất một nhịp. Cô từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ bởi chính gia đình của mình. Bố cô là một tên say rượu nghiện ngập, mẹ lại là gái điếm mê cờ bạc. 10 tuổi cô bị bố đánh đến nhập viện. 12 tuổi mẹ cô bắt cô phải nghỉ học. 14 tuổi cô nhất quyết đi học lại Năm 16 tuổi bố cô mất vì bệnh, đã để lại một khoản nợ lớn. 18 tuổi bạn trai của cô đã cố ý xâm hại. 20 tuổi chính người mẹ ruột đã bán cô vào động mại dâm với giá cao. Còn bà ta cầm tiền trả hết nợ và trốn biệt tích. Nhiều lúc cô muốn chết đi nhưng lại không đành lòng vì cô ghét phải từ bỏ. Cô ước mình có thể sống thật hạnh phúc. Ngày ấy, cô mơ mình trở thành một bác sĩ nhưng rồi cô nhận ra mình không thông minh chút nào. Cô học không giỏi, dù rất nỗ lực. Cô có rất nhiều chàng trai vây quanh vì gương mặt và vóc dáng nổi trội. Chẳng cần phấn son, chẳng cần uốn tóc hay là bất cứ điều gì. Cô mang một vẻ thuần khiết thanh tú, đôi mắt to tròn ngây thơ, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi cao và thẳng, điểm xuyến trên đôi môi căng mọng và bờ má ửng hồng. Mái tóc dài đen xoăn nhẹ nhẹ, Vóc người thanh mảnh nhưng mà không kém phần nở nang Nhiều lúc cô chỉ ước mình xấu xí nhưng mà thông minh là đủ Cô không muốn bị bạn bè xem thường chút nào cả Đẹp thì đã sao Cô chỉ thấy phiền vì điều đó Tất cả những gì cô có là đám đàn ông mọi rợ vây quanh Thêm nữa lại là luôn là mục tiêu của bọn con gái Cô nhận ra mình chưa bao giờ có một người bạn thực tình nào cả và công việc duy nhất của cô có ở hiện tại là gái điếm. Ngày ngày lên ba tiếp khách trong tâm trạng lo lắng không biết khi nào phải lên giường. Cô sợ cảm giác bàn tay ghê tởm của những tên khốn đó. Cô buồn đôn trước ánh mắt của những lão già. Cô chạy trốn nhưng mà chẳng bao giờ thoát. Cho đến khi gặp được vị khách đầu tiên của mình. Hôm ấy, bà chủ bảo cô mời đại một vị lên giường nếu không sẽ bị đánh chết. Cô đào mắt khắp nơi Và anh ta là người có vẻ đàng hoàng nhất Cô nghĩ anh ta là một người tri thức Vì vẻ mặt dáng ngồi Rất là điềm tĩnh và tao nhã Cách anh ta cười nói Cũng thật lịch sự Nên đành đánh liều hỏi Và thật bất ngờ là anh đồng ý rất nhanh Cô cũng rất choáng Khi mà anh ấy lại hang say như vậy Có lẽ mắt nhìn người của cô Là có vấn đề thật Tôi sẽ mua cô ta Chi phiếu đây Thích viết bao nhiêu thì tùy anh nắm tay tôi và kéo đi, để lại lằng sau là đôi mắt ngơ ngác của má mì. Bàn tay anh ấm áp và nóng bỏng, bóng lưng thẳng rộng, đầy bao dung khiến tôi bật khóc. Chưa ai đối xử tốt với tôi đến như thế. Kể cả gia đình cũng chưa từng. Anh, sao anh lại đối xử với em tốt thế? Tôi nghẹn ngào hỏi anh. Anh im lặng không nói gì. Vài phút sau mới khẽ nói. Anh cũng không biết mình bị cái quái gì nữa. Tôi bật cười vì vẻ mặt của anh. Anh ấy đáng yêu quá. À quên mất, em tên gì thế? Thiên Cầm. Anh hỏi tên thật ấy, chứ bí danh của em thì anh biết từ đêm qua rồi. Anh lại cười. Tên thật của em, tôi gượng, còn anh Anh hả? Ừ, anh là Lâm Anh. L A, tôi yêu hai chữ ấy. Anh đưa tôi ra ô tô tôi chưa từng ngồi chiếc xe nào rộng rãi đến thế anh còn dắt tôi đến một căn hộ cao cấp và bảo tôi ở đó nữa anh mua quần áo mới cho tôi dành cả ngày với tôi và ôm tôi ngủ vào một buổi tối tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể chúng làm cho tôi thao thức cả đêm dài sáng hôm sau anh bắt tôi mặc vép và đưa đến công ty anh dẫn tôi lên lầu tám Tôi không ngờ rằng anh là giám đốc của một công ty lớn đến thế. Cách nhân viên cúi đầu chào anh cũng khiến cho anh trở nên thật ngầu. Tôi ước mình có thể bằng một chút của anh. Tôi đã từng muốn mình thành công như thế. Nghĩ lại, tôi bỗng thấy tủi thân và xấu hổ. Anh dắt tôi đến văn phòng. Bên trong là phòng giám đốc, bên ngoài là bàn thư ký. Em ngồi đi. Đọc hết chỗ sổ sách thư ký trước đã bàn giao, rồi soạn lại đống hồ sơ này, sau đó sắp xếp lịch cho anh, có ai gọi đến thì nối máy vào, công việc cũng dễ thôi. Em cứ đọc hết ghi chú ở trong sổ là được, cố gắng lên nhé." Anh nói một tràng dài không dứt. Khi vào công ty anh như biến thành người khác vậy, lạnh lùng và nhìn tôi chẳng hề dịu dàng một chút nào cả. Tự dưng tôi lại thấy sợ anh ấy tôi cố gắng dụi mắt vào mớ giấy tờ đã ghi chú ít nhất thì tôi cũng đã học một năm ở đại học tốt cuối nhưng vẫn là đại học chính quy nha tôi hiểu được sơ sơ công việc sau khi mà học thuộc các khoản ở trong sách và lên mạng đọc tôi đã nói mình luôn nỗ lực mà anh như biến thành một con người khác khi mà làm việc dường như anh chuộng chủ nghĩa hoàn hảo riêng sáng nay Tôi đã thấy anh ném những hai tập hồ sơ của phòng kế hoạch đầu tư. Tôi gõ cửa và anh bấm cửa cho tôi vào, mắt vẫn chăm chú nhìn máy tính, còn tôi ngơ ngác nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, ánh mắt tinh khôi, bờ vai săn chắc, anh mặc vét thật quyến rũ và chết người. Em có việc gì? Giọng nói của anh đánh thức tôi. Ờ, 2 giờ chiều nay anh có cuộc họp ạ. À. Tôi Lý Nhí. Anh trầm lặng một chút, khẽ khàng nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. "Lần sau ấy, những chuyện nhỏ như vậy em thông báo qua điện thoại." À, dạ vâng." Và tôi lùi thủi ra ngoài. Buổi họp bắt đầu lúc 2 giờ và tôi đi theo để mà ghi chép. Tôi phải ghi lại nội dung bằng máy tính và nói thật ra thì tôi đánh máy chậm kinh khủng. Trình bày hình thức lại không có mắt thẩm mỹ. Tôi đành chọn cách ghi chú lại các ý chính và không có máy ghi âm mà không biết là công ty có cho thu âm không nữa. Sau đó tôi liệt kê lại và báo cáo cho sếp. Dù không hoàn hảo nhưng mà tôi nghĩ báo cáo của mình là rất ổn. Đây là bản khiến tôi tự hào nhất và cảm thấy mình có ích cho xã hội. Tôi tự tin bước vào phòng đưa cho anh. Anh đón lấy mà không hề rời máy tính. Trầm ngâm một lúc tôi mới bắt đầu mở tài liệu. Một phút sau anh ném xuống đất và nhìn tôi gai gắt đến cả những việc nhỏ như vậy em cũng làm không xong tôi đứng hình vì tập tài liệu đầu tiên chất chứa đầy tâm huyết đã bị vứt vào sọt rác không hề thương tiếc em em xin lỗi ạ à. tôi chỉ biết lúng túng khép nép tôi nghĩ công việc này khá là nhẹ nhàng nên là mới đưa cho một người không có trình độ như em làm nhưng mà em hoàn toàn không có khả năng mọi chi tiết đều lỗi ngay cả chính tả cũng viết sai bản số liệu cũng sai em có biết chúng ảnh hưởng như thế nào hay không em chưa từng học qua những thứ này hay sao tôi biết năng lực của tôi là rất tệ nhưng tôi không ngờ lại vô dụng đến mức này đến mức không thể hoàn thành bản báo cáo hoàn chỉnh tự dưng tôi thấy buồn không tả nổi cổ tôi nghẹn lại tôi cố nén khóc đợi anh nói xong bước ra khỏi phòng tôi lại mới khóc tôi nghĩ mình đã quá yếu đuối rồi Tôi làm lại bản báo cáo, lên mạng học thêm một chút hướng dẫn để mà làm tốt hơn, hình như là anh chẳng thèm ăn cơm luôn. Đúng lúc tôi làm báo cáo thì anh trưởng phòng kế hoạch bước vào. Anh ấy cao ráo, gương mặt hiền lành khác hoàn toàn với sếp tôi. "Cô chưa tan làm à?" Anh gật đầu chào và hỏi tôi. "Tôi hoàn thành xong việc đã ạ." À? Tôi cười nhẹ nhàng đáp. Tôi thông báo với sếp và anh ta bước vào trong. Sếp bảo tôi về qua điện thoại thì cũng là lúc tôi làm xong việc. Tôi xách cặp về. Quãng đường ra bến xe buýt đủ xa để tôi suy nghĩ về mình của ngày hôm nay. Tôi có nên nghỉ việc không? Tôi thật sự không đủ năng lực. Tối đó, anh bấm chuông cửa vào lúc 12 giờ đêm. Tôi không muốn thấy anh ấy một chút nào nữa. Sao anh lại đến đây? Cơ thể anh tràn đầy mùi rượu. Nhà của anh... Anh không được đến Sao? quên mất Đây là nhà của anh ta Tôi không những ngốc mà còn hay quên nữa Em nấu canh giải rượu cho anh nhé Tôi toàn bước vào Thì anh lại ôm chầm từ phía sau Giọng của anh khàn khàn Anh nhớ em cả ngày nay Anh ấy bị điên sao Tôi thầm nghĩ Cả ngày chửi mắng tôi Mà còn mở miệng nói nhớ Theo như tôi nghe thấy Mấy người trong công ty nói Anh còn có vợ Tôi đẩy anh nhưng mà anh chẳng có định buông anh thôi đi anh về với vợ anh đi tôi đã từng bỏ cảm xúc của mình khi mà biết anh có vợ tôi chỉ ngưỡng mộ anh thôi anh im lặng mặc tôi cào cấu anh sáng giờ tôi nhìn anh lắm rồi nghĩ đến chuyện anh chửi mắng tôi rồi quăng tài liệu của tôi khiến tôi tủi thân lắm tôi lại khóc không hiểu sao từ khi gặp được anh tôi lại khóc nữa anh xin lỗi chuyện lúc sáng không cần anh phải xin lỗi lỗi là do em do em đã sai tôi cố nén không cho anh biết tôi đang khóc nhưng có lẽ tôi không khóc vì anh la mắng tôi mà là tôi khóc vì biết anh đã có vợ tôi không muốn phá hoại gia đình người khác anh không thấy có lỗi với vợ anh sao anh ở cùng với một người khác như vậy không ổn chút nào em sẽ rời khỏi đây em sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh em biết ơn anh rất nhiều anh vẫn không chịu buông tay giọng anh chế giễu <laughs> Em sẽ làm gì để có số tiền đó bản thân nữa à? Bàn tay anh bắt đầu lần mò vào trong người tôi. Tôi chặn tay anh lại. Anh có lòng tự trọng. Anh không thấy mình sai hay sao? Vợ anh thế nào? Anh xoay người tôi, ép sát vào tường. Anh nhìn tôi, ánh mắt vô hồn. Kệ cô ta. Anh đã làm thủ tục ly hôn từ khi gặp em. Anh nhếch mép. Tôi tát anh, tôi không thể ngờ anh lại tàn nhẫn đến thế, rồi anh cũng sẽ vứt bỏ tôi như vậy mà thôi. Anh cười, tôi ghét anh, ghét đến tận xương tủy, nhưng tôi cũng yêu anh. Chính từ khoảnh khắc anh ôm lấy tôi, dịu dàng nhưng mà cũng thật lạ lùng. Anh vén tóc tôi sang một bên và cúi xuống hôn tôi. Tôi tránh né nhưng anh vẫn lấn tới mặc kệ sự phản kháng của tôi. Tôi không thể kiểm soát cơ thể và nhịp tim của mình, thật ngốc mà em thích như vậy mà đừng tỏ ra cao thượng dù sao em cũng chỉ có như vậy tôi không ngờ anh vẫn nghĩ tôi như thế tôi là điếm đấy là món hàng là cỗ máy của anh đấy anh thích em nên anh sẽ không để vợ mình cản trở anh sẽ đối xử tốt với em anh đưa tay chạm vào mặt tôi không ngừng mân mê đôi môi đỏ của tôi tôi bắt đầu thấy tim mình đập lên loạn nhịp Tôi biết mình sai nhưng không thể dừng lại. Tôi nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, mùi hương của anh thật quyến rũ, khiến cho tôi chỉ muốn bên anh mãi mãi. Nhưng anh đâu phải là của tôi. Những người ngoại tình đều sẽ hứa hẹn chia tay vợ, nhưng cuối cùng người họ chia tay sẽ chính là mình. Tôi nghĩ mình rất ích kỷ, tôi biết mình sai, nhưng mà tội lỗi này thật quá đỗi ngọt ngào. Éo le tay, tôi lại thích cái cảm giác lén lút như vậy. Tôi nghĩ mình điên rồi, tôi mất trí rồi. Tôi phải làm gì đây? Tôi nên chọn con tim hay là sẽ nghe theo lý trí? Tôi tự dặn lòng rằng sẽ tránh xa anh. Tôi toàn đẩy anh ra xa khỏi cơ thể của mình nhưng lại không đẩy được. Anh ghì chặt tôi, ôm lấy tôi, rồi đột nhiên dụi đầu vào ngực tôi. Thì ra là anh thức rồi. Buông ra đi. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng. Đêm qua anh làm tốt chứ từ khi nào anh trở nên hư hỏng như vậy ngày càng quá đáng anh điên rồi tôi đẩy đầu anh ra khuôn mặt ngái ngủ của anh quá đỗi sexy để tôi phải đỏ cả mặt mái tóc của anh hơi rối đôi mắt của anh vẫn nhìn tôi đầy cháy bỏng tôi xấu hổ quay mặt rồi đứng lên nhưng ngay lúc bước xuống giường anh kéo tay tôi lại và ghì xuống giường anh nhìn tôi rồi nói một câu từ bây giờ hãy là tình nhân của anh anh khẳng định luôn chứ là không buồn hỏi tôi nữa em không thể anh đã có vợ rồi em không muốn đụng chạm hay là phá hoại hạnh phúc của người khác em không muốn ai đó đau khổ vì mình em cũng không chắc đây là tình yêu hay là thứ tình gì nữa tôi quay mặt tránh ánh mắt của anh nếu thiếu em anh nghĩ mình sẽ chẳng đến mức đau khổ tôi biết anh chưa bao giờ nghiêm túc với tôi không sai tôi thấy buồn dù đáng ra phải mừng vì anh đã từ bỏ tôi nhưng hạnh phúc khi mà được ở bên em là cô gái khiến cuộc sống của anh đầy sức sống đó có thể chỉ là những thay đổi rất nhỏ mà anh cũng chẳng thể nhận ra như là từ trước đến nay anh chưa từng đến gần gái nhưng vì đó là em nên anh đã táo bạo đến thế anh không tin ai Cũng không dễ dàng trao cho ai cơ hội Nhưng vì đó là em Nên anh tin tưởng Anh chưa xuống nước Dịu dàng với một ai khác ngoài mẹ Nhưng mà anh lại như vậy với em đó Anh đã không quan hệ Với ai suốt 8 năm Cũng không ai khiến cho anh lung lay Nhưng em là người duy nhất Anh chưa từng nghĩ đến Sẽ là yêu thêm một ai đó lần nữa Anh cưới cho xong chuyện để không một ai bàn tán về mình vợ anh là đối tác không phải là yêu anh không bao giờ quan tâm nhưng mà gặp em anh sẽ kết thúc cuộc hôn nhân giả dối này em giúp anh thoát ra ngục tù của bản thân tự tạo ra xin lỗi nếu anh làm cho em đau lòng tôi yêu anh mặc kệ anh đang nói dối hay là nói thật thì tôi vẫn không thể ngụy biện rằng tôi yêu anh mất rồi tôi im lặng đầu óc rối bời Tôi phải làm gì đây Tôi không hiểu vì lý do gì Tôi lại phát điên lên vì thiên cầm Em quá đối quyến rũ Mọi hành động và cử chỉ của em Đều thu hút ánh nhìn của tôi Nếu ví em như là ánh đèn Thì tôi chắc chắn là con thiêu thân Tôi đã tạo một vỏ bọc hoàn hảo Và đứng chắn cho bản thân suốt 8 năm qua Có nhà, có xe Có sự nghiệp rực rỡ Và gia đình hạnh phúc tôi và vợ xuất hiện ở mọi bữa tiệc cuối năm dù không có cảm xúc nhưng mà vẫn có chút tình nghĩa cô ta cũng không phải là một người xảo quyệt chỉ là đua đòi thôi cô ta vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ thăm gì biết cư xử nội ngoại hai bên không lẽ chỉ vì em mà tôi từ bỏ hình ảnh của mình tôi có lòng kiêu hãnh nếu tôi ly dị thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về tôi đầu óc tôi mụ mị nhưng Tôi muốn nghe theo tiếng gọi của trái tim hơn. Thiên cầm, anh yêu em. Mọi giác quan thúc đẩy tôi hành động như một kẻ ngốc. Dù vậy, tôi vẫn rất hạnh phúc vì đó là em. Nói về vợ tôi. Vợ tôi tên là Huệ. Cô ấy là một cô gái quê. Gia đình nghèo khó nên phải nghỉ học từ năm lớp 8. Cha cô ấy đã bán cô ấy cho một nhà giàu ở huyện để mà trả nợ. Cô ấy cũng đã rất buồn, nhưng đó là cách duy nhất để cha cô ấy trả nợ, để không phải khốn đốn với những tên giang hồ. Căn nhà của họ được đặt ở con đường lớn, bà chủ đã rất khó tính, luôn gây khó dễ cho cô ấy, nhưng mà ông chủ thì ngược lại, ông luôn vui vẻ và tốt bụng. Ông đã ngăn bà chủ lại khi mà bà chuẩn bị quất gai gây. Ông đã ngăn bà chủ lại khi mà bà chuẩn bị quất dây gai vào lưng khi mà cô ấy quên thêm ớt vào trong nước mắm ông đã lén lấy cơm đưa cho khi mà cô ấy phải nhịn đói vì quên cho chó cưng của ông bà chủ ăn nghĩ lại tôi thấy cuộc đời cô ấy cũng thật chân chuyên huệ em phải sống thật tốt anh chỉ là một tên khốn nét buồn sâu thẳm trong mắt người đàn ông ấy cho đến bây giờ Tôi vẫn không quên được, khi cưới cô ấy về, tôi cũng đã tâm sự với cô ấy, tôi là một thằng liệt dương và cô ấy cũng đã kể cho tôi một mối tình mà cô ấy đã khắc cốt ghi tâm. Cô ấy đã từng tâm sự với tôi như thế này: Em không biết giờ anh ấy đang ở đâu và anh ấy sống như thế nào. Không biết anh ấy có ổn không. Lý do duy nhất để tôi lấy anh chính là để có tiền, tôi nghèo tôi cần phải sống. Tôi lấy tiền của anh để mà tìm tung thích người tôi yêu. Tôi chưa từng yêu chồng lấy một lần. Tôi chỉ yêu anh ấy mà thôi, 6 năm qua vẫn chọn tình yêu cho người ấy. Tôi vẫn thường mơ về anh ấy. Như vậy là ngoại tình đúng không? Nhưng tôi không có lỗi vì chồng tôi cũng chưa hề yêu tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi còn chưa hề hôn nhau. Tôi từng khoác tay chồng ở lễ cưới nắm tay anh ta trong suốt buổi tiệc sang trọng ôm anh khi mà lên nhậm chức chỉ có vậy anh và tôi như hai người xa lạ tôi ở bên anh vì tiền anh ở bên tôi vì danh dự anh có thể có bổ nhí nhưng tôi sẽ không để cho anh rời bỏ tôi vì anh là chỗ dựa duy nhất tôi có thể nương nhờ cái con bé khiến cho anh đệ đơn ly dị nó đã phá hoại cuộc sống của em và chồng đã vẽ ra em sẽ không để yên đâu ít nhất là cho đến khi em vẫn còn sống ở bên anh với danh nghĩa là vợ anh thế đấy tình trạng giữa tôi và vợ là như vậy đấy khi mà tôi còn đang mơ mộng về cuộc tình giang dở của giữa tôi và vợ thì ở phía bên kia thiên cầm nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi cô vội từ trong nhà bếp chạy lại và nhấc máy Bên đầu dây, giọng người phụ nữ có chất giọng nhẹ nhàng, đằm thắm vang lên. Tôi có thể gặp cô một chút được không? Dạ, chị là ai ạ? À? Thiên cầm bối rối. Là vợ bạn trai mày đấy, con đĩ ạ. Huệ gần giọng thay đổi 180 độ. Thiên cầm giật mình, cô hoảng hốt và sợ hãi. Cô biết mình sai. Chị muốn gặp em ở đâu? Cô muốn đền tội. 2 giờ 30 Tại cà phê shop, Huệ mặc áo hai dây bó sát, tóc đen uốn lọn, mang guốc, trang điểm đậm như là ngôi sao và để kính râm lên trên đầu. Còn Thiên Cầm thì mặc đồ công sở giản dị. "Cô uống gì, tôi trả." Huệ không liếc mắt đến cả Thiên Cầm mà đăm đăm nhìn vào thực đơn. "Em xin lỗi, em sẽ không qua lại với chồng chị nữa." Khoảng không im lặng bao trùm. Huệ đập bàn đứng dậy, tạt thẳng ly trà vào mặt của Thiên Cầm. "Đồ con điếm, mày giật chồng tao, còn giả nai sao? Mày đừng hòng tỏ ra tội nghiệp với tao." Huệ nắm tóc cô và tát mạnh vào mặt Thiên Cầm, mọi người xung quanh liền mở máy quay. "Có thể đó chỉ là tin đồn, nhưng nếu anh ly dị cô lúc này, chẳng khác nào khẳng định anh ngoại tình. Anh ta không thoát khỏi cô được." "Đây là gì?" ngay tối hôm đó khi mà anh vừa bước vào cửa đã hét lên với cô huệ tức là vợ của anh tay cầm chiếc điện thoại đang chiếu đoạn video trên mạng nghĩa vụ của vợ đánh ghen cô nhún vai cô cút ra khỏi đây anh nói gì đấy cút khỏi nhà tôi huệ nhếch mép nếu anh ly dị em anh không nghĩ đến sự nghiệp bị ảnh hưởng hay sao lời ra tiếng vào hay sao Lâm Anh im lặng, anh suy nghĩ. Cô ả à này không vừa. Em yêu anh, đừng bỏ em. Cô nắm lấy tay Lâm Anh, anh giật tay ra. Cô đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô đã làm. Lâm Anh nhìn thẳng vào Huệ, một ánh mắt lạnh băng. Anh biết gì về em sao? Huệ cố tỏ ra là bình thường. Cô lấy tiền của tôi, không chỉ để mua những bộ đồ hiệu này. Anh vuốt lấy má cô còn cả vào ba cùng trai <laughs> tất nhiên tôi cần gì một cái tên liệt dương chứ huệ ngắt lời còn nữa chưa thấy phần cô cười đâu huệ nhìn lâm anh nhăn mày cô muốn tìm một thằng huệ giật mình cố bình tĩnh anh nói gì tôi nghe không có hiểu nhưng chồng cô đã tìm được trước cô rồi anh cười nhẹ anh lấy ở đâu đang ở đâu vậy là cô thừa nhận huệ nắm lấy cổ áo của lâm anh ở đâu nói đi đổ khốn vì cô vượt quá giới hạn của tôi nên là tôi xử lý hắn rồi anh nhếch mép thằng khốn khóe mắt của huệ đỏ hoe hằn những tia máu tôi sẽ cho cô gặp hắn nếu cô ly dị tôi huệ không chần trừ được tôi ly dị và tài sản thì sao anh được Tôi không cần gì từ anh hết Huệ nghĩ cô có thể tự kiếm tiền Cô đã sống nhờ đủ rồi Cô có thể tự đi làm thuê Để mà nuôi người yêu cô Vì dù sao Chồng của cô cũng liệt dương Một người chồng để chỉ cho có mà thôi Lì dị xong xuôi Tôi sẽ cho cô gặp ông ta Và xử lý ngay cái clip ấy đi Huệ im lặng Anh ta thắng rồi Một tên xảo quyệt Đã mấy ngày nay anh không thể liên lạc được với thiên cầm cô đã rời khỏi nhà và viết đơn xin nghỉ việc anh mở khóa vào căn hộ của cô lạnh lẽo đến lạ lùng nơi đây đã từng thật ấm áp và trìu mến trên bàn cô để lại một lá thư chào anh em là thiên cầm em xin lỗi vì đã làm phiền anh đến giờ phút này em thật có lỗi khi đã khiến cho anh phải lo lắng cho em em biết mình mang ơn anh em sẽ trả bao nhiêu em cũng sẽ trả nhưng xin anh đừng tìm đến em nữa em không muốn gia đình hạnh phúc của anh tan nát chỉ vì một con điếm như em em và anh chỉ là thỏa mãn thể xác còn anh và vợ mới chính là gia đình em xin lỗi vì đã quá ích kỷ em xin lỗi vì đã trót yêu anh anh tìm cô khắp nơi nhưng mà vẫn không thấy cô ở bất kỳ nơi đâu một giờ tưởng như là một năm anh nhớ cô ra giết Ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình ổn Nhưng bên trong Anh vẫn đang thấm đượm nỗi buồn Anh khóc Lần đầu tiên trong cuộc đời Chỉ vì một người con gái Dẫu cho mỗi tháng một tài khoản nạc danh Đều chuyển cho anh một số tiền tầm 5 triệu Nhưng mà anh vẫn chẳng tìm ra cô Đổ ngốc Cứ gửi anh số tiền đó Rồi cô ấy sẽ sống thế nào đây Cô có quay trở lại con đường xưa Nếu có anh sẽ không tha thứ cho mình một năm sau chủ tịch đại diện công ty nhịp sống mới muốn hẹn gặp anh ạ à. tôi chưa nghe qua công ty này lâm anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình laptop tay xử lý sắp hồ sơ em sẽ gửi hồ sơ cho anh ạ à. anh thư ký cúi đầu không cần gọi giám đốc quan hệ đối ngoại gặp tôi minh thư lững thững bước lên tầng cao nhất cô xinh đẹp tài năng là thế Bao nhiêu chàng trai phải quỳ xuống chân cô Vậy mà tên này coi cô không khác Là con nô tỳ Bắt sửa tới sửa lui Chỉnh cô như là chỉnh con Chủ tịch gai Chết đi cái đồ lắm chuyện Làm hài lòng tên này còn khó hơn cả mẹ chồng Thư lầm bẩm Nhưng bước vào phòng Vẫn là thảo mai hết mực Em chào chủ tịch Chủ tịch tìm Chưa kịp dứt câu Cô đã bị quăng ngay một sấp hồ sơ vào mặt Cô muốn phá nát công ty hay sao Mà bắt tôi ký hợp tác Với cái công ty non này hả 20 giây trình bày Cái câu cửa miệng của hắn đấy Minh Thư bực dọc nghĩ thầm Nhịp sống mới tuy mới thành lập Nhưng mà sản phẩm lại rất tốt Chất lượng thiên nhiên Nguyên liệu sạch Hơn nữa đây chỉ là hoạt động từ thiện Nâng cao hình ảnh công ty Nên chỉ cần công ty nhỏ để Để bờ rồ miễn phí cho cái thương hiệu bé tí Người nhà cô đấy à? Hay là cô là gián điệp của cái công ty đó? Là người nhà cô, anh ta sao biết hay vậy? Hoạt động từ thiện nhưng mà cũng cần phải đẳng cấp, đổi ngay hoặc là nghỉ việc. Nhân viên tan làm lúc 5 giờ chiều nhưng anh phải giải quyết công việc đến 6 giờ mới bước chân về nhà. Anh ly thân vợ trong im lặng mà không để ai biết. Anh cũng không muốn về cái nơi gọi là nhà ấy anh để cô ta gặp lại tình xưa còn chuyện sau đó thì tự cô ta giải quyết anh và cô vợ chỉ gặp lại nhau khi mà anh lên phát biểu cô ta ở dưới cười vỗ tay anh đưa cô đến gặp gì cô cơm nước anh và vợ không còn ở chung tất cả chỉ còn là bảo vệ danh dự cho anh và anh sẽ chu cấp cho vợ thêm tiền chẳng hiểu sao cô ả à lại không thèm nhận còn nói chỉ muốn giúp anh che mát gì để mà bà ta không rêu rao còn anh anh vẫn cô đơn nơi này lướt phố bằng con xe ferrari của mình cũng chẳng làm cho anh thấy vui lướt ngang qua con hẻm nhỏ rẽ vào quán mì đã lâu anh chưa ghé từ ngày học đại học bỗng đi ngang qua trông thấy trụ sở nghèo nàn của công ty nhịp sống mới <laughs> chết tiệt cô thư ký quá coi thường anh Tòa nhà chỉ đúng hai tầng lập lòe với vài bóng đèn như chỉ có vài nhân viên. Theo anh tìm hiểu công ty chỉ có 20 người, một giám đốc và 20 nhân viên. Vậy cũng muốn hợp tác, anh bực dọc. Lâm Anh vào quán mì kế, công ty nhịp sống mới rồi ngồi. Cho cháu bát mì hải sản. Lâu rồi không thấy cháu ghé qua, bà chủ quán tươi cười. Dạ cháu bạn ạ. À. Đối với anh đây là nơi duy nhất anh có thể thoải mái, tách xa cái thế giới bộn bề xa hoa kia nhưng công ty kế bên khiến cho anh cảm thấy điên người anh cầm điện thoại định liên lạc với phòng nhân sự để mà tuyển giám đốc quan hệ mới thì bỗng nghe thấy một giọng nói thân thuộc chào anh em về nha anh liếc sang bên cạnh qua lớp cửa kính trong suốt một cô gái tóc xõa ngang vai vẫn là bóng dáng thân thuộc ấy giọng nói ấy anh không tin nổi vào mắt mình trước mắt anh là người phụ nữ anh đã ngóng chờ rất lâu. Anh toan đứng lên chạy ra ngoài thì thấy bên cạnh cô là người đàn ông khác. Thiên Cầm giờ cũng trễ rồi. Anh về chung với em nha." Quế đang cười sao? Lần đầu anh thấy cô cười tươi đến như vậy, không phải gượng ép như là lúc ở bên anh. Trước khi về, phải dẫn em đi ăn nữa." Cô tinh nghịch khoác tay anh ta, Lâm Anh nóng ran cả người, tại sao? Chuyện đêm qua anh nhớ không?" trông thấy cô ấy thật hào hứng. Rồi người kia búng trán thiên cầm, cử chỉ tình tứ, thân mật. Em ngày càng ranh ma đó. Chứ sao, em yêu của anh mà. Thiên cầm gọi anh ta là anh yêu. Thì ra cô ta chẳng tha thiết gì anh nữa. Anh nở một nụ cười đầy chế giễu cho bản thân mình, cho cái thứ tình cảm ngu ngốc, chỉ mình anh cố níu giữ. Hẹn đại diện công ty nhịp sống mới gặp tôi đi. Ờ, nhưng anh không chấp nhận cơ mà, cô không hiểu ý tôi à à dạ vâng ạ minh thư bực dọc chết mắt đàn ông gì sáng nắng chiều mưa chẳng hiểu sao lại có vợ được chào anh tôi là minh tuấn giám đốc công ty nhịp sống mới hân hạnh được gặp anh là hắn cái tên chết tiệt đi theo gã là một thư ký nam mà không phải là thiên cầm điều gì khiến cho anh tự tin như vậy đó là chất lượng sản phẩm của bên chúng tôi tuy là công ty nhỏ sau đó là bài diễn thuyết dài như là đọc kinh của Tuấn. Tôi sẽ ký hợp đồng, nhưng mà trước đó tôi sẽ đến công ty anh để mà tham quan và kiểm định về chất lượng. À, vâng, không thành vấn đề. Tôi sẽ là sắp xếp rồi thông báo. Không cần, ngày mai 9 giờ sáng, chốt. Nếu anh không muốn, tôi sẽ không hợp tác. À, <laughs> không không, thưa chủ tịch, hẹn anh ngày mai ạ tuấn thở phào khi mà lâm anh vừa bước ra khỏi phòng họp anh không ngờ công ty mình cuối cùng cũng có ngày này anh nháy mắt với cả minh thư em vào phụ kho kiểm tra sắp xếp kỹ càng đi người này rất quan trọng ai mà giám đốc của chúng ta vui vẻ nhỉ thiên cầm huých vai tuấn anh sẽ cho em bất ngờ vị này em không biết thì là binh ghét <laughs> ừ chắc vậy anh đã ký rất nhiều hợp đồng cả trăm cả nghìn tỷ mà chưa từng đắn đo do dự vậy mà giờ đây chỉ vì một công ty bé tí mà anh đã đích thân đến lại còn hồi hộp vô cùng anh trằn trọc cả đêm tự hỏi liệu mình có đủ bình tĩnh khi mà nhìn thấy cô ấy tuấn đón anh từ cổng trước dẫn anh tham quan quy trình sản xuất của nhà máy anh không tập trung lắm cho đến khi vào đến công ty trước mắt anh bây giờ là bóng dáng cô ở bộ phận tiền sảnh từ xa anh đã nhận ra cô cô vẫn thật sự rất xinh đẹp chiếc áo trắng thắt nơ bên ngoài là mặc vét mái tóc đen xoăn nhẹ gương mặt dịu dàng trái tim anh vẫn đập loạn xạ cảm xúc của anh vẫn nguyên vẹn anh kiểm nén giả vờ bình thường bước vào anh rất giỏi giữ bản thân bình tĩnh nhưng lại mất kiểm soát khi thấy cô anh nắm chặt tay đến mức hẳn lên những gân máu cô đang nhìn xuống quầy thấy tiếng chuông liền ngước lên và chạm ngay ánh mắt lạnh băng của lâm anh cô thấy anh như lườm cô cô gật đầu chào cô sắp không chịu nổi mắt cô thấy khó thở suốt cả năm qua cô luôn cố quên anh nhưng vẫn không sao quên được giờ đây anh lại đứng trước mặt khiến trái tim cô đau nhói cô muốn trốn khỏi đây ngay lúc này tôi muốn cô nhân viên tiền sành đó đây là quy tắc ngầm mà người ta hay nói đến sao. Tuấn suy nghĩ, dù gì cô ấy cũng là một người quan trọng đối với anh. Anh không thể bán đứng. Ờ, dạ, cô ấy không được ạ. À. Anh có thể... Nếu không phải là cô ta, thì công ty cậu phá sản. Tôi... Bạn gái hắn mà cũng bán được, thì chính xác là một gã tồi. 9 giờ tối ngày này một tuần sau, tại khách sạn Revo. <laughs> Tiền khốn nạn tuấn thẩm nghĩ tại sao lại là cô ấy anh đã nói ra mọi chuyện với thiên cầm anh ta mãi chẳng buông tha cho cô có lẽ anh ta hận cô cô vẫn nợ anh ta anh sẽ hủy vậy em quan trọng hơn tất thầy không đây là cơ hội cho công ty em đi nhưng đây là quyết định của em cô đã trăn trở cả đêm thực ra suốt cả năm nay vẫn vậy mỗi lần nhắm mắt hình bóng của anh lại hiện lên ở trong tâm trí cô không dám xem tv chương trình về kinh tế hay là đọc báo doanh nhân vì sẽ có anh xuất hiện ở đó cô không muốn đi qua những nơi mà anh và cô đã từng đến không muốn chạm vào bất cứ một người đàn ông không đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới trước khi được nhận vào công ty nhịp sống mới cô đã làm phục vụ ở đó làm giúp việc và làm lao công Ca sĩ ở trong ba Rồi cô vô tình gặp được anh Khóa trên ở quán ăn cô hát Mà anh đã giới thiệu cho Minh Tuấn Trước khi được nhận vào nhịp sống mới làm Cô đã làm phục vụ Làm giúp việc Làm lao công Làm ca sĩ ở trong quán ba Cô luôn khóc một mình trong phòng Để mà che giấu đi sự yếu đuối Khoảnh khắc cô nhìn thấy anh Trái tim như sống thêm một lần nữa cũng say thêm một lần nữa nhưng cô không muốn mắc sai lầm dù tổn thương cô cũng không thể khiến gia đình người ta tan nát thiên cầm lên số phòng được chỉ định cảnh tượng ở đây thật xa hoa cửa kính trông ra thành phố đầy hoa lệ đèn chùm pha lê lấp lánh anh vẫn chưa tới cô nằm trên chiếc giường lớn êm ái khác xa với chiếc nệm cứng mà cô hay nằm thật thoải mái thích không cô giật mình bật dậy đã thấy ngay ánh mắt lạnh băng của Lâm Anh. Người yêu mới của em khốn nạn nhỉ? Người yêu? Không lẽ lại hiểu lầm Minh Tuấn, đã vậy cô đành lợi dụng. Người yêu em thế nào không phải là việc của anh. Lâm Anh nghe đến đây thì cơn ghen lại bùng phát, cô ta không còn chút tình với anh sao? Ghi thư thì sướt mướt vậy. Về lá thư thì sao? Đó là chuyện của một năm trước, anh biết đấy cảm xúc nhất thời chứ yêu đương gì, anh là một trong vô số con mồi của em thôi. Mắt của Lâm Anh hẳn lên những tia máu, anh vẫn cố chối bỏ. Tôi biết em không phải là người như vậy, em đừng Chưa kịp nói dứt câu, Thiên Cầm đã tiến sát vào người anh. "Để tôi bảo, tôi định chơi lâu hơn nhưng mà cả anh và vợ anh đều chán chết." Cô vẽ một vòng tròn trước ngực của Lâm Anh. <laughs> thiên cầm nở một nụ cười đầy chế diễu tôi thấy thật tội nghiệp cho anh <cười> cô cười nhưng mà trái tim đang rỉ máu nợ anh tôi vẫn trả vì tôi không muốn dây dưa à tôi gửi bằng tài khoản của người yêu mới nên anh cũng đừng có gửi mấy cái tin nhắn vớ vẩn nữa phiền lắm lâm anh chộp lấy hai tay cô nới cả vạt buộc tay cô lại anh làm cái gì thế buông tôi ra anh vẫn không nói gì mà đè sát cô xuống giường vậy là anh vẫn làm điều đấy với cô nước mắt cô nhòe đi cô vì anh vì không muốn phá hoại gia đình anh anh là người đàn ông đã có vợ cô là người phụ nữ đơn độc nhưng mà cô không muốn vì như vậy mà phá nát gia đình anh nhưng anh đâu có hiểu cho cô anh đổ khốn nạn tôi ghét anh mặc kệ chửi rủa lâm anh bắt đầu vẫn là hành động như vậy mắt cô nhỏe đi cảm giác vừa đau đớn vừa lâng lâng đã lâu lắm rồi mới có một người đàn ông chạm vào cơ thể cô thật sự cô nhớ anh từng phút cô khóc vì hạnh phúc vì cuối cùng sau bao đêm nhung nhớ sau khi trái tim đã héo mòn cô đã sống thêm một lần nữa lâm anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng cô nói cô chỉ chơi đùa với tôi vậy ngừng được rồi lâm anh kìm nén ngọn lửa ở trong người mặc quần áo ngay ngắn chỉnh lại cổ tay áo cả năm nay không đêm nào em ngủ ngon vì khi em nhắm mắt chỉ toàn thấy anh thôi lâm anh hơi liếc về phía cô em không dám đi qua những nơi mình từng đến em đã rất đau khổ khi phải giấu đi tình cảm của chính mình những giọt nước mắt lan dài trên đôi má ửng hồng khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ mùi lòng Em cảm thấy thật bất công Khi chị ấy gặp anh sớm hơn em Em cũng yêu anh mà Yêu từ lần anh ôm em Tim em đã đập loạn xạ Thiên cầm nghẹn ngào Vừa nấc vừa nói Lâm anh lặng lẽ ngồi im Nhưng mà anh xót cô lắm Dẫu cô nói thật hay không Cô muốn ỏa khóc Cô cố kiểm để không khóc nữa Em biết mình sai Nhưng em không muốn dừng lại Em xấu xa lắm phải không anh? Đến cả anh cũng xem thường em lắm có đúng không? Vì em chỉ là một con điếm. Đôi mắt cô đấm lệ. Cô không thể ngăn những cảm xúc chân thật của mình nữa. Cô gục mặt xuống khóc nức nở. Em không cần phải che giấu tình cảm của mình. Vì tôi biết rất rõ, biết tất cả. Anh tiến đến ôm cô vào lòng. Cái ôm thân thuộc quá đỗi ngọt ngào. Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt của thiên cầm anh cắn mút đôi môi hồng nhuận ấy thiên cầm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của lâm anh suốt một năm qua cuối cùng cũng đã ngon giấc một đêm thiên cầm một lần nữa dẫn thân vào mối tình ngang trái này lâm anh đang ngủ khi anh đang say giấc trông thật đáng yêu cô mỉm cười hạnh phúc nhưng mà cảm giác tội lỗi và sợ hãi vẫn là khôn nguôi anh à cô thì thầm chạm vào má của anh vuốt ve em yêu anh nhưng sao có thể yêu anh đây thật không lâm anh mở to mắt nhìn chằm chằm cô thì ra anh đã thức giấc anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh tim cô đập liên hồi hai má ửng hồng ngại ngùng xấu hổ em anh ly dị rồi thật ra anh và vợ chưa từng yêu nhau đến cái việc để có con giữa anh và vợ cũng chưa từng làm hôn cũng không thiên cẩm không tin anh đừng nói vậy Anh và cô ấy chưa từng yêu nhau Anh chỉ yêu một mình em thôi Ánh mắt của thiên cầm hồ nghi Cô luôn nghĩ anh chỉ thích chơi đùa với cô thôi Lâm Anh nhìn cô Anh biết rõ trong lòng cô chưa tin tưởng vào lời anh nói Anh vén tóc của thiên cầm Hôn nhẹ lên trán cô đầy ôn nhu Khắc hẳn đêm qua Em chỉ cần tin vào trái tim em Nếu em nói Nó đúng Thì nó sẽ đúng nhưng mà có một điều anh phải nói với em Thiên cầm tập trung Anh suốt 8 năm qua chưa từng yêu ai Anh liệt dương Cô không thể tin vào tai mình Mở to mắt hết cỡ Anh vuốt nhẹ má cô Anh ghét chuyện đó Anh ghét phụ nữ Nhưng lại phát điên vì em Anh cũng không biết mình bị gì nữa Từ lần đầu nhìn thấy em Anh đã có cảm giác khác lạ Anh vẫn xem em là điếm hả? Cô ngước mắt nhìn Cơ thể áp sát lại người anh Anh không nói gì Chỉ nhìn cô đầy âu yếm Ừ Anh vẫn xem em như một con điếm Anh chạm vào môi cô Cô nhíu mày Gương mặt đau đớn Nhưng em chỉ được là con điếm của riêng anh thôi Anh lao vào cô vồ vập Cảnh xuân nhuận sắc ngập tràn Trong căn phòng hạng sang buổi sáng sớm Nói đi em vậy thằng đó là thế nào ừ, anh đoán đi lâm anh không nói gì khiến cho thiên cầm sợ theo lúc mà anh nghiêm túc trông thật đáng sợ ừ, anh ấy là bạn của em một anh bạn tiền bối thời đi học vậy khi nào thì em kết hôn lâm anh siết chặt tay cô khi nào anh cầu hôn em thiên cầm mỉm cười tinh nghịch lâm anh quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn kim cương anh nhìn cô say đắm làm vợ anh nhé em đồng ý cô hạnh phúc ngập tràn hàng ngàn vì sao tỏa sáng ở trên trời ánh đèn lung linh của bốn tòa nhà cao tầng ở trước mặt cô bừng hiện lên dòng chữ anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh tình nhân người yêu hay là vợ rốt cuộc cũng chỉ là cái tên. Quan trọng chính là tình yêu từ con tim. Chỉ cần yêu nhau bằng cách nào đó sẽ là luôn tìm thấy nhau. Dẫu em ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em. Anh không trông chờ vào định mệnh. Anh sẽ tự tạo ra nó. Anh sẽ làm tất cả. Vì đó là em, thiên cầm. Mong rằng mọi người sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho riêng mình. Quý vị và các bạn thân mến, Vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa theo dõi hết bộ truyện này. Nguyễn Hoa chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã luôn dõi theo Nguyễn Hoa và ủng hộ Nguyễn Hoa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới tiếp theo do Nguyễn Hoa và Tú Anh diễn đọc ở trên kênh. Rất rất chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.